Tự lòng bá tánh ta ra, đừng theo chen lấn quỷ ma mà lầm. Bao giờ ở lại không tầm, tự lòng tự ý theo mà hay xong. Bây giờ hạt nước nó đua nhau như cá rồng rồng, nôm na chết sớm giật giờ còn đâu. Xúm nhau kết lũ kết bầy, một năm xu thế hại bầy chân dương. Vũ nhau lên xuống chặt đường, hết năm giáp khỉ mà thấy trời bước sang. Tháng 6 năm khỉ nước tràn, khỉ ăn trái giác thân ngồi khó khăn. Năm Dậu thiên đình khởi công, đó, ông nói thẳng là năm Dậu luôn mà, năm Dậu đây là năm 29. Năm Dậu thiên đình khởi công, thân ngôi bá tánh mà hết lo giàu nghèo. Còn qua tháng 6 hiểm nghèo, ông nói còn qua tháng 6 đây là muốn nói nổ tháng 7 3 tiếng cuối cùng. Còn qua tháng 6 hiểm nghèo, bùng bùng 3 tiếng lỡ mà thành sông. Nổ 3 tiếng cuối cùng, ông nói xà toán ra tới Vĩnh Long. Mà xà toán ở đây là chợ Chi Tôn đó quý vị. Xà toán ra tới Vĩnh Long là ra tới 4 Vĩnh Long thẻ. Khi nổ rồi đá chài ra tới 4 Vĩnh Long thẻ hết. Cuối cùng cái đền vàng địa ngọc đó là coi như đá chài ra đó hết. Đưa ra tới láng Bảy Thưa ông ta. Cái vùng láng Linh Bảy Thưa là ở số 8 đi ra đó là cái đó là cái vùng mà... chỗ đó từ cái đồn Bảy Thưa chỗ Đức Cố đó, đưa ra tới láng Bảy Thưa ông ta thấy thôi ngốc mặt thay là thấy sọ người rớt khác nằm u thay nằm sắp rớt rồi bu sụt sụt rồi đánh ầm ầm thấy ê máu người chảy xuống thấy ghê khác nào nước suối chảy ra ầm ầm máu tràn lên láng Bảy Thưa. Cái đồn Bảy Thưa là ở số 5 đi ra mà láng ông Tà là ở số 8 đi ra đó. Cái vùng này của Đức Cố quản và Đức Phật thầy Tây An là chống Pháp ngày xưa. Thấy thôi ngốc mặt thay là thấy sọ người rớt khác nằm u thay nằm sắp lớp rồi bu chết thay nằm sắp lớp rồi bu sùng sục rồi đánh ầm ầm thấy ê máu người chảy xuống thấy ghê khác nào nước suối chảy ra ầm ầm máu tràn lên láng Bảy Thưa khác nào già nhượm thấy mà quan kinh mấy biên la trống đánh định định thương trôn nào hết đau binh hết khói lửa hết chiến tranh mới quy là về đời thượng cổ mới diệt là tiêu rồi kim này mới gia vô bế hộ im liềm là pháp môn bế mạc luôn chấm dứt cuối cùng luôn. Nhưng mà lập thành mối đạo rõ điểm xưa kia, thời dung chính danh bia hộ thế, Phật thánh tiên kèm chế lập thành, diệt tà lập chánh rành rành ba màu nắm chặt trên thành chữ thân. Cuối cùng mà nói, cuối thân Dậu y như thượng cổ. Vậy đó, 16, 17 này đó, đến thân Dậu y như thượng cổ là thân 28, Dậu 29 này là một con giáp nhỏ 12 năm sau này đó, y như thượng cổ là êm đềm trở lại hoàn toàn hết. Nhưng mà chưa qua đời thượng cổ, cho nên mới y như thượng cổ. Mới vừa dừng lại im đềm trả lời hết rồi. Không còn vật giả, không còn chiến tranh, không còn gì nữa hết. Y như thượng cổ, thời nhân sanh hết khổ đến mai. Thì nhân là người sanh, sanh chúng mình tới đây hết khổ rồi. Và bây giờ đến mai rồi. Bây giờ ông nói ông vua ra đời luôn là đế vương xuất thế là ngài. Đế vương là ông vua. Mà xuất tại thế gian này là ngài Dậu. Đế vương là ông vua. Xuất tại thế gian này là ngài Dậu. Mấy khẩy chữ chữ Dậu mấy thân. Ngài Dậu là tháng thân là tháng 7. Dậu thân bình trị trong ngoài ao ca. Đó là tới đây hoàn toàn là tới 29 mà dừng lại. Tới đây là im đềm trở lại hết. Nhưng mà bắt đầu thầy mới chuyển lập hội Long Hoa từ cái chỗ này đi dài tới. Nhưng mà tới đây là dừng lại hết. Tôi nói nằm trong cái dòng này vậy đó. Đó. Như vậy đó. Thôi tôi nhắc trở lại bên Sấm Triền cũng nói vô cái đoạn này nữa. Bên Sấm Triền của Phật thầy đó. Ông nói cuối thân nhiều việc rất gai. Mà cuối thân đây năm thân là năm 28 mà cuối thân thì bước đầu 29. Ông nói cuối thân nhiều việc rất gai, hội về bảy núi cát bay mệt trời. Phật thánh tiên mới hội về bảy núi á, cát bay mệt trời, hết trong hết tưởng việc đời. Ông nói vua ra cai trị mà dân thời tiêu diêu, nói vua ra đời cai trị vào năm thân luôn. Rồi chết thôi chết rất là nhiều, hội nhau lục tỉnh cũng tiêu một giờ, gom nhau như cá chạy cờ, dường như chẳng khác con khờ không cha. Từ rằm cho tới tháng 3. Từ rằm cho tới tháng 3 của năm thân á là năm 28 đó, người không có ngớt khóc la trong nhà. Rồi bọn nói nãy giờ năm thân rồi, ông nói hết thân rồi đến niên gà. Rồi hết năm thân rồi đến niên gà là bước qua năm Kỷ Dậu năm 29 là năm gà. Hết thân rồi đến niên gà, hết trong thờ phượng ông bà mắc công. Tới đây ông nói 10 phần hết 7 rõ ràng. Tới đây 10 phần là chết hết 7 rõ ràng rồi. Chọn đi lựa lại sẻ sàng rất hung. Người tu giữ dạ liệu dùng, thì tu nhất trí buộc rằng tâm linh. Trời Nam bâu quá một mình, cho nên ở đây đó là cuối cùng cũng tất cả kinh sấm được ghim vô là tới cái năm Kỷ Dậu 29 là cuối cùng mà tới ông sư giải ông đóng cái can chi luôn nằm chung ở chỗ này là cái tháng 8 là tháng Quý Dậu. Ở đây cái năm là cái năm Kỷ Dậu, năm 29 mà cái tháng 8 là cái tháng Quý Dậu.
Cho nên ông sư giải ông nói cuối cùng cũng đưa vô đây, nó quý dậu có Phật ta bà là có Phật xuống tại thế rồi. Tới tháng 8 của năm 29 là quý dậu đó, mà ông nói quý dậu có Phật ta bà là có Phật xuống tại thế, ở cõi ta bà là cõi mình đây. Vạn dân thiên hạ nhà nhà ấm no. Tới đây là yên bình lợi trả lợi hết rồi, không còn gì nữa hết đó. Rồi ông đóng chỗ khác cũng thêm vô đây nữa, rồi quý dậu chư Phật ta bà, mà chư Phật là nhiều ông Phật xuống ở cõi ta bà, mình là cõi thế mình rồi. Vạn dân thiên hạ nhà nhà ấm no. Đó là hai cái can chi của ông sư giải bán phai, ông đóng là như vậy. Cho nên á, tôi nhắc lại ở bên á, của ông ba đó, ở trên mà Phật trời thánh tiên đồ á, Phật thánh tiên đồ hội nghị đó, ông nói xem đi rồi xét lại rồi mấy lần lận ở trên á, Phật thánh tiên á, hội nghị ở trên á, xem đi rồi xét lại mấy lần kỹ lưỡng như vậy đó, ông mới nói nè, từ tí chí mẹo không bình không an. Tất nhiên từ tí là hồi nãy tôi nói bên á, thiên can là của ông Trạng Trình, ông nói á, năm tí á, là năm 2020 đó, năm tí đó, chí là chót, là tới năm mẹo đó, chót của năm mẹo đó. Tất nhiên năm mẹo là năm 23 đó, ở tới trong cái dòng này ông nói không bình, mà không bình mà cũng không an. Tất nhiên ở đây nó chuyển quá từ thời kỳ, nó ra hoài, chuyển từ thời kỳ hoài tới chứ không có không bình mà cũng không an. Rồi ông mới nói từ mẹo đến ngọ đó đoan. Từ mẹo đây là năm 23 là năm quý mẹo đó, đến ngọ là năm 26 đó. Từ cái chỗ này ở trong cái dòng này là đó đang những công chuyện gì nó cũng xảy ra hết đó. Nó cũng ăn với bên Đức Thầy rồi bên tất cả bên ông Trạng đồ nói nãy đó. Từ mẹo đến ngọ đo đang, ông mới nói tới nè, mùi thân thiên hạ mới ăn cửa nhà. Mà mùi đây là tôi muốn nói năm 27 đó, năm mùi đó. Thân là năm 28, mùi thân thiên hạ tới đây ông nói mới an cửa nhà, an là mới yên lợi hả. Rồi cuối cùng ông đóng, ông nói quý dậu có Phật ta bà, mà quý dậu tôi muốn nói tới tháng 8 của 2029 đó là tháng quý dậu đó. Quý dậu có Phật ta bà, vạn dân thiên hạ nhà nhà nó tới chỗ đây là bình, bình trả lời hoàn toàn hết đó. Thì á, ông á, ở trong ông ba ông cũng kể lại hồi nãy á, tôi cũng nhắc lại, cũng muốn ghim vô ngay cái năm thìn này là bắt đầu nguồn của năm thìn này xảy ra dài tới. Giặc giả chiến tranh dài tới từ năm thìn với năm tỵ. Như vậy đó, ông nói nương theo rồng rắn lần lần. Mà rồng ở đây là thìn 24, mà rắn là tỵ 25. Ông nói nương theo rồng rắn lần lần. Cợp trâu linh tánh quá thần thăng thiên. Cợp ở đây á, từ xưa nay mình chi mình nói cợp năm, chứ sự thật ra ở cái chỗ này ông con cợp tháng, mà con tháng đây đó, cái tháng á, chạp là cái tháng con trâu, tháng sửu, mà tháng giêng là tháng dần. Chỗ này muốn nói xảy ra ngay chân ở giữa giao thừa nè đó. Cho nên nương theo rồng rắn lần lần, cợp trâu linh tánh quá thần thăng thiên, mắt xem điềm ứng thánh tiên, đâu đâu đều thấy chiêu yên quỳnh cờ. Chiêu yên là chiêu an, quỳnh cờ là cái cờ vàng, chữ quỳnh là vàng, cái cờ vàng đó. Mà ông ba ông nói đó, bên tất cả bên Đức Thầy cũng nhắc là bên ông ba nữa, sau này đó khi mà ông ba về cắm cờ chiêu an ở mộ ông ba ở Thượng Giang đó, chừng ông về tới Mặc Dưng chẳng còn, và Mặc Dưng đã sụp rồi, ông Năm Chèo xuất hiện rồi. Ông Năm Chèo ông nằm ở tại Cù Lao Bà Hòa, ông nhóng lên là ở trên chợ Xã Bún là ở Dầm Nao đó. Chừng ông về tới Mặc Dưng chẳng còn, cả kêu bớ chú cổng con, cha về tới rạch trà mòn rã tiêu, đói ăn rau muống rong riêu. Chừng ông về tới dựng niêu cắm cờ, mới tới tôi khùng đặt lợp đặt lờ. Chữ khùng đây là chân của Phật Thầy Tây An rồi. Khùng đặt lợp đặt lờ, mà đặt trên chót núi đặng chờ cá vô. Bây giờ tôi muốn lý cái chỗ này chút cho nó rõ nét chút. Tại sao nó khùng đặt lợp đặt lờ mà đặt trên chót núi, mà không đặt dưới đặt lợp, mà đặt không đặt dưới truyền núi, đặt dưới sông rạch, mà đặt phải đặt trên chót núi. Khùng đặt lợp đặt lờ, đặt trên chót núi đặng chờ cá vô. Mà con chỗ này nếu con cá rô á, là ero, mà chữ chỗ này chữ vô, tất nhiên là các nước nó đều tham chiến nó vô. Cho nên á, đặng chờ cá rô là tất nhiên á, khi mà sấm nổ đền đồ lũ vẽ đó, bên đồ thư có mô tả đó, ở trên chốt của cái cột cờ này đó có cái phổ lư mới chứa cái viên ngọc này, mới rọi chiếu sáng rực cả đất nước Việt Nam này đó.
Cho nên nó ở trên này nó có trên đỉnh đầu cái cột cờ này bề cao là ông nói 36 cây số bề đứng, tất nhiên là 36.000 mét trên bề cao đó. Trên cái phủ lư này mới có chứa một cái viên ngọc mới nổ rồi mới rọi sáng rực cả nước nhất Việt Nam này hết. Cho nên ông ba ông nói nó hào quang chiếu sáng Nam Bang, hào quang là cái phủ lư này nó chiếu cái viên ngọc này nó sáng rực cả đất nước Việt Nam. Mà ông ba ông mô tả nó hào quang chiếu sáng Nam Bang mà chừng nào đây, ông nói đuổi trâu mới ngó thấy, tan quang sớm làng, đuổi trâu là hết con trâu mới có thấy cái chuyện này, tan lan quang sớm làng. Ông nói thêm nữa đó là đuổi trâu gặp cọp rần rần, đuổi trâu là hết con trâu mà gặp con cọp. Mà ý chỗ này á, tôi nói cái tháng á, chạp á, là tháng con trâu, mà tháng giêng á, tháng dần là tháng cọp. Qua bước qua tháng giêng mới gặp cọp rần rần, 10 phần thoát 7, 8 phần người ơi, 10 phần thoát là chết hết 7, 8 phần người ơi. Đó, thế gian, Tứ Thánh nói thế gian chớ khá cởi trâu, thế gian là mình đây, chớ khá cởi trâu là đừng có bỏ qua con trâu này, hai sừng nó nhọn nó đâu để mình. Bên ông ba nói thêm nữa, viêm vô chỗ này em nói từ lệnh phụ xe loan chuyển bánh, từ cái lệnh của Đức Thích Ca Mâu Ni từ phụ đó, cái lệnh cho xe loan là xe vua trở bánh là trở lại cho Đức Vua Minh Dương trở lại, cái lệnh của Đức Thích Ca Mâu Ni từ phụ cho Đức Vua Minh Dương trở lại. Nhưng mà khiến cái thời buổi này nó không có êm, khiến loạn ly bá tánh đảo quyền, khiến thời buổi này loạn ly rồi, bá tánh là mình đây, đảo quyền là không còn yên ổn nữa. Nhưng mà ông nói nè, trâu thả lan nhiều kẻ trách phiền, con trâu còn nằm trong chuồng á thì còn nằm trong cái tháng chạp tháng trâu, mà trâu thả lan ý muốn nói ra ngoài chuồng mà muốn ám chỉ bước qua tháng giêng. Trâu thả lan nhiều kẻ trách phiền, nhưng mà ông nói ngưu phùng hổ mới đáo miền lao lý. Chỗ này ông nói là chữ nho đó, chữ ngưu là trâu, chữ phùng là gặp với nhau, chữ hổ là cọp. Con trâu gặp cọp, tất nhiên tháng chạp gặp tháng giêng, bước qua tháng giêng mới gặp đáo miền lao lý là gặp cái khổ sở. Đó là qua những cái lời của tất cả kinh sám nói đó. Rồi ông nói thêm nữa là ông nói đó, ông ba ông có nói thêm là cọp đi dở ổ chòm ông, muốn ám chỉ ngay là cái bên cái tháng giêng là tháng dần là tháng cọp đó. Cọp đi dở ổ chòm ông là muốn nói dở núi ông cấm, sấm nổ đền đài lộ vẻ ra là dở núi ông cấm, mà quá làm một trận cuồng phong thấy đời, quá làm một cái trận cuồng phong là khi dở núi ông cấm rồi, quá làm một trận cuồng phong thấy đời, mạnh ai thì nấy kêu trời, người sao loạn dạ loạn lời người ơi. Chỗ này cái người không còn bình thường nữa, khi mà sấm cất tiếng lên rồi đó là xáo trộn cả tất cả thế giới, nhưng mà mình vẫn còn, đầu tiên nó nổ mình vẫn còn chứ chưa chết, bị các nước mới vô tham chiến đó, nó quánh với nhau mới tranh nhà báo. Khi mà đợt thứ nhì đó sấm nổ chỉ có một tiếng à, tới ba đợt sấm nổ lận, nhưng mà đợt thứ nhì đó sấm nổ có một tiếng, đây là tới phong thần đó, là súng hết nổ mà tôi nói nãy đó. Cho nên ông ba cũng nói hai chỗ này nè, ông nói trong mừng đèn đỏ tỏ xà long, mà xà đây là rắn, muốn nói cái năm tỵ cái năm 25 đó là cái năm rắn đó, long là rồng, năm 24 là năm thìn năm rồng, mới gặp thở đông phong long tiền kiến, chữ long là rồng, chữ tiền là trước, chữ kiến là ngó thấy, ý muốn nói mà tháng 3 tháng thìn là tháng rồng, mà tháng 4 tháng tỵ là tháng rắn. Nhưng mà ông nói xà bì loạn biến một tiếng âm thanh, chỗ này nổ có một tiếng là súng hết nổ, tới phong thần chỗ này đó, một tiếng âm thanh. Ông nói thêm một cái đoạn khác, chỗ này cũng ghi vô chỗ này, nghiêm vô chỗ này nữa. Ông nói rắn lộn đầu chuyển động âm thần, ở đây tôi nghĩ rắn là cái năm tỵ, năm 25 năm rắn đó, lộn đầu trở lại là đầu của năm năm tỵ, chuyển động âm thần. Ông nói nổ chỗ này một tiếng này lên đó, nhật nguyệt biến mất phong thần khởi ra, nhật là mặt trời, nguyệt là mặt trăng biến mất luôn, phong thần khởi ra. Tội bao nhiêu quan cũng thứ tha, ngặt tình ma bắt mà con ma chẳng còn, lỡ nhà ngói, lỡ quán Sài Gòn, lỡ chồng, lỡ vợ con còn quá lâu, lỡ ông xã cũng lỡ ông câu, lỡ trang trí huệ, lỡ đâu lỡ hoài, lỡ vết hẹp cũng lỡ sông dài, lỡ qua tay dứt điện đài chí hưu, tức như tới đây lỡ làng hết, không còn gì nữa hết. Thí dụ ông ba cũng mô tả thêm đó, ông nói đạo vợ chồng, con cái cuộc đùm ngủ mê sức dậy, cách lòng phân hai, hay là ngủ mê thức dậy sức đùm không hay. Thí dụ đạo vợ chồng con cái dẫu có cuộc chung một đùm lợi, nhưng mà khi nổ một tiếng này lên đó là đê mê bất tỉnh 7 ngày đêm, bật lối trời trăng tối trời trở đất 7 ngày là thai hồn đổ xác lại. Thí dụ như vợ có tu thì trời Phật mới tỉnh lại, thì cũng dòm chồng không biết nhau nữa, chỗ này mới tự nhiên Phật mới dẫn ra đi được. Hay là chồng có tu vợ không có tu đó, nhân duyên ai nấy trở về. Nếu người nào không có tu thì
hoặc giả chết ngay từ lúc này, hoặc giả tỉnh lợi thì bị là hùm tha xấu bắt, bị trả quả. Còn những người có tu đó thì tự nhiên bị dòm lợi vợ chồng không biết, cho nên Phật mới dẫn tự nhiên ra đi. Nếu còn biết vợ, còn biết con, còn biết chồng, còn biết con rồi này kia nọ thì không có thể ra đi được, đúng nếu không khởi ra đi. Cho nên cái phép của Phật giữa lúc này là khi tỉnh lại là thai hồn đổ xác, vợ chồng con cái không còn biết nhau nữa. Cho nên đạo vợ chồng con cái cuộc đùm ngủ mê thức dậy cách làm phân ai hay là sức đùm không hay là cái chỗ này. Đê mê bất tỉnh 7 ngày đêm đó, thai hồn đổ xác lại hết. Duyên ai nó trở về. Duyên có tu thì Phật mới dẫn vô trong vòng 4 môn thẻ mà thầy nói, vô trong cung ly tạm trú, còn ở ngoài vòng cầm thú tương tranh là trả quả ngay cái chỗ này. Nó thì qua cái chỗ này đi dài tới đó, đi dài tới nữa thì phong thần rồi tả đạo bàn môn quấn với Phật tiên đó, mà Đức Phật thầy Tây An nó nói đó, còn thầy đứng chót Tây An, cả kêu thần tướng rước con đem về. Ngày nay cả cụ dồn đìa hết cơn lưu lạc theo thầy mới con, ngày nay mới biết mất còn chọn đi lửa lại hao mòn còn ba. Hết trông, hết đợi, hết chờ, hết dê tới khỉ giật giờ bá gia. Mà hết dê đây 27 mà khỉ 28 đây đó, tới đây là giật giờ bá gia. Hằng hà xa số người ta cộng đi lửa lại quỷ ma rất nhiều. Thế gian chết biết bao nhiêu, lớp hao binh khí, lớp nào quỷ dương ha. Lớp hao binh khí là vũ khí súng ống, lớp nào quỷ dương. Kéo nhau đi cùng chặt đường 72 đạo tranh vương chém đầu. Ngay trên núi cấm có lầu, có cờ, có phướng rồi mà chủ châu. Gồm nhau các xứ đâu đâu cùng là các đạo lũi đầu riết theo. Đạo nào có giỏi mau theo, chủ châu phục quốc ầm ầm tẩy sang. Nhưng mà nói hậu xưa phải nhớ Tây An, thầy dặn hậu trước mà khoan khoan đó chờ. Thấy con yếu đuối giật giờ con ráng ở lại sao chờ thầy ra. Thấy con yếu đuối là con thiếu cái phước, con không có tu. Giật giờ thì con ở lại đi, thầy không có cứu được. Không có đợi trời nói, tự lòng ba tánh ta ra, đừng theo chen lấn quỷ ma mà lầm. Tự lòng mình có tu rồi ở nơi lâm sơn cùng cốc, ở chỗ nào hẻo lánh cỡ nào thầy cũng biến thân vạn hóa tới để cứu mình, trở về dẫn vô trong vòng bốn thẻ để giữ hết. Tự lòng bá tánh ta ra, đừng theo chen lấn quỷ ma mà lầm, bao giờ ở lại không tầm, tự lòng tự ý theo mà hay không. Bây giờ hạt nước nó đua nhau như cá rồng rồng, nôm na chết sớm giật giờ còn đâu. Xúm nhau kết lũ kết bầy, một năm xu thế hại bầy chân dương. Vũ nhau lên xuống chặt đường, hết năm giáp khỉ mà thấy trời bước sang. Tháng 6 năm khỉ nước tràn, khỉ ăn trái giáp thân ngồi khó khăn. Năm Dậu thiên đình khởi công, đó, ông nói thẳng là năm Dậu luôn mà năm Dậu đây là năm 29. Năm Dậu thiên đình khởi công, phần ngôi bá tánh mà hết lo giàu nghèo. Còn qua tháng 6 hiểm nghèo, ông nói còn qua tháng 6 đây là muốn nói nổ tháng 7 3 tiếng cuối cùng. Còn qua tháng 6 hiểm nghèo, bùng bùng 3 tiếng lỡ mà thành sông. Nổ 3 tiếng cuối cùng ông nói xà tón ra tới Vĩnh Long. Mà xà tón ở đây là chợ Chi Tôn đó quý vị. Xà tón ra tới Vĩnh Long là ra tới 4 Vĩnh Long thẻ. Khi nổ rồi đá chài ra tới 4 Vĩnh Long thẻ hết. Cuối cùng đó, cái là đền vàng địa ngọc đó là coi như đá chài ra đó hết. Đưa ra tới láng bảy thưa ông ta. Cái vùng láng linh bảy thưa là ở số 8 đi ra đó là cái vùng mà... chỗ đó từ cái đồn bảy thưa chỗ Đức Cố đưa ra tới láng bảy thưa ông ta thấy thôi ngốc mặt thay là thấy sọ người rớt khác nào mà thay nằm sắp lớp rồi bu sụt sụt rồi đánh ầm ầm thấy ê máu người chảy xuống thấy ghê khác nào nước suối chảy ra ầm ầm máu tràn lên láng bảy thưa. Cái đồn bảy thưa là ở số 5 đi ra mà láng ông ta là ở số 8 đi ra đó. Cái vùng này của Đức Cố quản và Đức Phật thầy Tây An là chống Pháp ngày xưa. Thấy thôi ngốc mặt thay là thấy sọ người rớt khác nào mà u thay nằm sắp lớp rồi bu chết thay nằm sắp lớp rồi bu sùng sục rồi đánh ầm ầm thấy ê máu người chảy xuống thấy ghê khác nào nước suối chảy ra ầm ầm máu tràn lên láng bảy thưa khác nào già nhượm thấy mà quá kinh. Mấy biên la trống đánh định định thương cho cô giải chịu mà quan ương mấy cô khổ sở trăm đường cạo đầu tụng thiếu pháp trường phân thay thầy chùa trôi quách ngoài cây ăn tiền hối lộ cũng xưng ông thầy. Đây là thầy muốn nói mấy cái người mà tu giả đó mượn kinh lương trụ mướn lấy tiền đó để gạt lường chúng sanh đó thì như vậy đó lại nói qua cái vụ này thì ở đây đó tới đây á như vậy đó, thì thôi bây giờ tôi cũng xin nhắc lại qua những cái 3 tiếng cuối cùng đó thầy nói còn qua tháng 6 hiểm nghèo mà qua tháng 6 đây là nổ 3 tiếng cuối cùng là ở tháng 7 bùng bùng 3 tiếng lỡ mà thành sông nổ 3 tiếng cuối cùng ông mới nói xà tón ra tới Đông đó mà ở đây đó vào nổ cuối cùng là vào cái năm Dậu cuối cùng đó là cuối mốc đó là bình trở lại luôn chỗ này khi mà tới chỗ này rồi đó thì
Thầy có nói những cái mẫu chuyện bên này nữa, sau này đã đất cháy lụn xuống 3 tấc và nước dâng lên tới mỏ ông Két đó, là nước dâng mà lửa cháy là tẩy trần hết vào cái cuộc này. Cho nên nó thầy mới nói cảnh thảm sổ chiều mai sẽ đến, sao dân còn chiếu mến trần mê, mắt nhìn ngoại quốc thảm thê. Nam Ban cảnh cổ cũng kề một bên là cái lúc này nè, mắt nhìn ngoại quốc ngoại thảm thê rồi đó. Ngoại quốc là nước ngoài thảm thê, mà Nam Ban là mình, cảnh cổ cũng kề bên tay là tới mình kế bây giờ tới đây. Thì bây giờ cuối cùng đó, tôi cũng xin nhắc lại, sau khi đó, khi mà ba tiếng cuối cùng này đó, ông ba ông có mô tả cỡ này nè, ông ba ông mô tả đó, tam sinh tiêu hết sử kinh, chỗ này là hồi trước giờ Phật mới mượn sử kinh viết ra để dạy cho mình tu hành, nhưng mà tới đây là không còn xài sử kinh nữa, tam sinh này tiêu hết sử kinh, không còn xài sử kinh, ba tiếng cuối cùng này là tiêu sử kinh luôn. Nhất sinh tiêu sạch bình minh Phật còn, nhất sinh là một tiếng chấm đầu, tiêu sạch hết, bình minh Phật còn, cửa Phật hơn 10 Sài Gòn, cửa Phật mở ra lúc này là hơn 10 Sài Gòn bây giờ. Ông mới kể lớp nào là trân châu bửu vật sánh còn nôm na, tới đó Bồ Tát ngài ra trăng dân một cõi mà quốc gia phép tài. Đó. Thì ông tả cái cảnh mà sau nữa mà khi mà Phật hiện ra trở lại đời thượng quân Thánh Đức rồi, cửa Phật mở ra là hơn 10 Sài Gòn bây giờ, chứ 10 Sài Gòn bây giờ không nhầm gì. Lớp nào là xài không có phải bảy báo vật đồ này kia cái nọ, trân châu mã não, chứ không có còn cái cuộc thế như bây giờ nữa. Cây cũng có là chim cũng hót thí niệm Phật luôn. Qua cái cuộc đời thượng quân Thánh Đức này đó, khi chuyển lợi lập đời thượng quân sau này đó, cái người còn cái người tu thôi, còn cái người không tu thì tận diệt, từ tới đây là phải bị tiêu diệt hết. Cho nên đó, tôi muốn nhắc lại qua những cái đạn này một chút. Bây giờ phần của ông Tiều Lão này đó, tôi mới nhắc qua ông Tiều Lão, ông viết mà ông Tiều Lão này là hậu kiếp của Đức Phật Thầy Tây An. Đó. Cho nên ở đây đó, đầu tiên ông nói ngồi buồn xem khắp thế gian, khắp trong thiên hạ nhộn nhàng lắm thay, năm ngọ chưa mấy tai nạn, mà năm ngọ đây là năm 26 này, ông nói chưa có mấy đó tai nạn, năm mùi khổ não lắm thời dân ơi. Ông mới muốn ám chỉ ngay cái năm mùi là năm 27 này, khổ não lắm thời dân ơi. Tháng 3 bệnh khổ đứng ngồi, tháng 4 phải động hột ngồi âm binh. Ông nói từ tháng 3 tới tháng 10 luôn của cái năm mùi này luôn. Mau mau cố chí làm lành gắn công tu niệm, không thành cũng ưng. Đó. Biểu mình gắn công tu niệm là gắn cố tu niệm đi, không thành cũng ưng. Tháng 4 bệnh khổ tưng bừng, bước qua tháng 6 lấy lừng âm binh. Tháng 7 đá nổ ầm ầm, bước qua tháng 8 mà thay nằm làng khang. Tháng 9 dân chúng nào an, không thần giáng xuống không toàn đứng đi. Đó. Đó. Tháng 10 nhiều sự dị kỳ. Ông nói tháng 10 đây là hổ lan ác thú vậy thì nhảy ra rồi đó. Nó hổ lan ác thú này nó nhảy ra rồi, không thần đó là chỗ này là cái ý muốn nói năm mùi đó. Hổ lan ác thú vậy thì nhảy ra, chạnh lòng Tiều Lão suy ra, nhân dân cùng trẻ đến già không yên. Rồi bây giờ ông nói tới hết cái năm mùi rồi, qua năm thân. Năm thân trời hạn khô khan. Ông nói năm thân trời hạn, mà bên ông ba nó hạn tam niên lập trận phi đêm. Cái thời hạn tam niên là 3 năm cuối cùng này, lập trận phi đêm mới tiêu nhân tiêu vật, mới thanh nghiêm lập đời đó. Hoặc giả là thương 3 năm không chở nhóm chiều, nhà không người ở, niệm miều nam mô thay chết không lấp mà để phơi khô, không nước muốn nam mô đạo nào. Hoặc giả là tam niên hạn hán phơi khô, 3 năm không chở mà tranh đua hoài hoài. Thì tới đây bên ông Tiều Lão này, ông nói năm thân trời hạn khô khan, tháng năm có chúa Minh Hoàng bước ra. Đó, ông vua Đức Vua Minh Vương là tháng năm của cái năm thân này, chúa Minh Hoàng bước ra rồi. Đó, năm thân trời hạn khô khan, tháng năm có chúa Minh Hoàng bước ra, là chạnh lòng Tiều Lão suy ra, nhân dân cùng trẻ đến già không yên. Rồi bây giờ ông nói tới cũng trùng với bên Đức Thầy đi tất cả kinh sấm nữa, là ông nói chờ cho tới hội chiều mai coi đời, chờ cho tới hội đây rồi chiều mai này đó rồi coi đời. Mà coi cái gì đây? Ông nói ở trên mây bạc giữa trời, tiêu thiều nhạc trỗi mà lập đời thượng quân. Ông nói năm dậu Phật giáng Thất Sơn. Ông nói thẳng là năm dậu luôn, mà Phật giáng thế ở trên, giáng thế xuống tại Thất Sơn. Mà tại non cấm giả trơn thì tường. Phật giáng thế xuống tại non cấm giả trơn thì tường. Bá gia chớ khá lo lường, tu tâm dưỡng tánh lo lường nghĩa nhân, hào quang Phật chiếu tứ phương. Sư thầy có lẽ tỏ trường chẳng sai, Tiều Dưng lời Phật dạy dài, biên gia một bổn cam bài ca ngâm. Đời này giả điếc giả câm, biết ăn biết nói là sâu tâm phần phần. Thân tôi Tiều Lão ở rừng, đốn củi đổ gạo cầm chừng cũng no. Công danh phú quý thì lo,
không lo niệm Phật, nằm co kêu trời. Bấy lâu Phật dạy quên lời, ngày nay ác thú ra đời nó ăn. Nhìn đời lửa cháy tứ văn, trên non chuyển động binh chẳng kéo ra. Lao sao kẻ khóc người la, mới biết lời Phật dạy mà chẳng sai. Triều dưng lời Phật dạy dài, biên gia một bổn dâm bài ca năm nghe ca ngâm. Thì ở đây đó, bây giờ cuối cùng á, ông muốn tiên tri tất cả các cái chợ luôn. Các cái chợ nữa, mình xảy ra cái chợ nào sao sao như thế gì, tôi muốn nói ở trong cái miền Tây này nè. Ông nói Sài Gòn, Quạnh Hiu. Ở Sài Gòn này nữa là Quạnh Hiu là điêu tàn sơ sát hết rồi. Sài Gòn, Quạnh Hiu, Bạc Liêu, Tiệt Gốc. Ở Bạc Liêu thì Tiệt Gốc luôn, không nữa, không còn Bạc Liêu nữa. Mà Bạc Liêu là cái xứ của Miên mà. Đó, Sài Gòn, Quạnh Hiu, Bạc Liêu, Tiệt Gốc. Ông nói Châu Đốc, Dở Giang, Tân An không chủ. Chợ thủ vắng người, tháng 9 30 có thiền Bát Nhã đậu tại Long Châu. Bến Tre thảm sầu, Mỹ Tho Hữu Phước, Trà Vinh khóc mướt. Lớn nhỏ xôn xao ráng chạy cho mau vô chùa mà trốn. Cần Thơ hết vốn hết gạo hết tiền, tại tỉnh Long Xuyên ghe thiền không bến. Nhà giàu nhà có chẳng có cơm ăn, tại tỉnh Sóc Trăng sóng thần nổi dậy. Ruộng không người cấy, nhà cửa Quạnh Hiu, ruột thắt chín chiều con kêu cha mẹ. Nói qua vạch giá tỉnh ấy bắt hoành, nhưng mà bình tĩnh mới khỏi đau binh. Câu muốn làm thinh không thèm nói nữa. Thì ở đây nó ổng nói lại cái chỗ này là ổng đi tất cả các tỉnh miền Tây của mình, chứ ổng còn các tỉnh ngoài nữa. Nhưng mà ở đây tôi không có thời gian. Thôi bây giờ đến đây đó, tôi cũng xin tạm dừng lại đi. Thì trước khi dứt lời cái này, tôi cũng cầu nguyện với ơn trên mười phương chư Phật và oai linh của tổ thầy từ bi gia hộ cho quý vị thân tâm thường an lạc và đạo quả sớm viên thành và tu hành tinh tấn cho đến ngày thành công viên mãn được diễn kiến Đức Phật Đức Thầy chở gót. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ thành kính Đức Phật Đức Thầy.